xin chào mọi người nha. Chào mọi người đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt ở sân vận động Mỹ Đình. Mình hôm nay mình đi xem trận giữa Thể Công Viettel và Hà Nội. Mọi người cùng đi theo chân mình nha. Ở bên trong đang sôi động lắm rồi. Vé của mình thì vào cổng B. Đang tìm chỗ để đi vào đó. Bởi mình vào sân muộn nên là bắt đầu xem từ hiệp 2 mọi người ạ. Lúc này thì Hà Nội đang dẫn trước Viettel 1-0. Hiệp 2 thì cũng bắt đầu được khoảng hơn 10 phút rồi. Trên sân rất là sôi động. Khán giả Hà Nội đang cổ vũ rất là cuồng nhiệt luôn. Sẽ là một tình huống lên bóng của Viettel. Viettel đang tấn công vào cánh trái mọi người ạ. Ta vào. Không được rồi. Vào rồi. Bùng nổ của Thể Công Viettel. May quá, đúng lúc mình giơ máy lên để ghi. Hình như đang có check va rồi. Nghi là tình huống cắt xuống là đang bị việt vị. Cứ ăn mừng đã. Đây, giây phút chờ đợi của đội cổ động viên Thể Công Viettel. Cuối cùng thì cũng đã được ăn mừng mọi người ạ. Vẫn đang chờ tổ trọng tài check va nhé mọi người. Chúng ta xem tình huống băng cắt xuống có bị việt vị hay không. Đây vẫn đang check va, chờ check va khá là lâu. Bàn thắng được công nhận rồi. Bàn thắng được công nhận rồi mọi người ạ. Chính thức rồi, mình thấy các cầu thủ ở bên Viettel ăn mừng rồi. Bên một số cầu thủ Hà Nội thì vẫn đang tranh luận với trọng tài. Càng gần về cuối hiệp 2 bắt đầu càng sôi động hơn khi mà tỷ số đã được cân bằng rồi. Một tình huống tiếp. Vào rồi. Rất may mắn cho mình. Cũng là một tình huống vừa giơ máy lên để quay thì lại là vào bàn thắng thứ hai. Bây giờ thì Viettel đã dẫn trước 2-1 rồi mọi người ạ. Mà cũng chỉ còn khoảng 5 phút cuối trận nữa là hết giờ rồi. Quá bùng nổ. Mình chưa cập nhật được là ai ghi bàn nữa. Hai lần giơ máy lên của mình đều là hai tình huống Viettel ghi bàn mọi người ạ. Quá bùng nổ. Và cuối cùng thì trọng tài cũng đã cắt còi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức. Đây là lúc mà các cầu thủ của Thể Công Viettel ra cảm ơn người hâm mộ nha mọi người. Mình đang đi xuống để tiếp cận gần khu vực các cầu thủ Viettel đến để cảm ơn. Có Bùi Tiến Dũng và Hoàng Đức mọi người ạ. Bùi Tiến Dũng là mang băng đội trưởng.
Ngoài chào áo à? Ngoài chào đấu à? Xin chào Hoàng Đức à? Hoàng Đức không có đâu. Chụp ảnh, chụp ảnh. Minh Tùng. Tùng ơi, xin á Tùng ơi. Năm nay mua TV 360 xem được cả các cậu nhá. Anh em nhớ mua TV 360 nhá. Chụp ảnh, bây giờ đang chụp ảnh kỷ niệm. hai lần giơ máy quay là hai bàn thắng. Lội ngược dòng. Ê bạn ơi. Con tới. Ai đây? Đây. Bây giờ là cũng là vừa là lúc kết thúc trận đấu giữa Thể Công Viettel và Hà Nội rồi. Tỷ số là 2-1 nghiêng về Viettel nhé mọi người. Mọi người đang lấy xe ra về. Sau đây thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem theo dõi nhé. Hãy like và đăng ký kênh và để lại bình luận dưới video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp nhé.